Khi vừa tròn 20 tuổi, ông Trương Quang Diệu, xã Hồ Độ đã xung phong tham gia vào đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, làm nhiệm vụ khởi nghĩa giành chính quyền ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tham gia đấu tranh chống ách áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến. Hơn ai hết, ông thấu hiểu nỗi thống khổ, khát khao độc lập, tự do của người dân Việt Nam. Đến nay đã tròn 100 tuổi, nhưng với ông, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là dấu mốc đặc biệt, không thể nào quên. Ngay đó là tất cả là quân đội tập trung ở huyện Lệ Thủy để nghe cái tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ. Thì đó là cái xung động ấy. Mà rồi tôi mà nghĩ rằng đất được mình mất được 80 năm nô lệ, 2 triệu người chết. Mà dù hôm nay vậy là không có thể, không có thể chối được, mà đâu là rõ ràng. Tất cả là mọi người đều đứng lên rồi hoan hô rồi đi cả cái thứ như người đều cầm cuộc sống dây. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là lời tuyên bố trước thế giới về chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc ta, khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập tự do ấy. Bác đọc tuyên ngôn độc lập là vui lắm. Được độc lập tự do rồi thì thoát khỏi cái nô lệ. Người dân là bị mất nước, nay trở lại là cái vị trí là người dân của một nước độc lập tự do. Thì Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi cho rằng đấy là một cái bản thiên cổ hùng văn để khẳng định dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, và người dân Việt Nam là một, từ thân phận một cái người dân nô lệ trở thành một người làm chủ đất nước. Bản quân lập ra đời là khẳng định một cái chủ quyền của đất nước, đồng thời đây là một cái bước khởi đầu cho một nhà nước công dân đầu tiên của Đông Nam Á. Sau ngày bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do được tuyên bố, đất nước Việt Nam đã tiếp tục làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang. Giá trị của hòa bình đã khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người con Việt Nam. Giờ đây, tiếp tục trở thành nguồn động lực để các thế hệ tiếp nối mạch nguồn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, nền độc lập, tự do của dân tộc. Bản thân tôi được sinh sống trong môi trường hòa bình, ổn định và phát triển như bây giờ thì điều đầu tiên là chúng tôi được cảm thấy là đó là lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc và xã hội chủ nghĩa để xây dựng và phát triển được như ngày hôm nay. Thì bản thân tôi thì nguyện là sẽ tiếp tục là nối tiếp các cái chặng đường của cha anh đi trước để rồi tiếp tục là cống hiến trên cái lĩnh vực của mình. Kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để nhắc nhớ mọi người về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Từ đó để cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước, đưa cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng lên cao.